Quân xin chào cả nhà đã đến tới video của Quân nha. Hôm nay thì Quân thấy một cái cảnh ở đây là nó rất là đẹp nè. Nguyên một cái con đường này là về nhà Quân á. Thì thấy cái dàn bông này nó rất là đẹp. Quân xin phép chào mày ở đây luôn. Thì cái ngày hôm nay thì Quân mới lãnh tiền lương YouTube của kênh Huỳnh Kha nữa. Thì bây giờ thì Quân mua một mớ tôm. Đó, một mớ tôm. Mình về mình làm một cái ẩm thực làm cho mẹ mình bất ngờ luôn. Hồi đó giờ coi thử mẹ mình ăn được tôm chưa? Này chưa? Đây này. Thì hôm nay thì Quân đi quay về luôn nha cả nhà nha. Hiện tại giờ là 11 giờ 41 phút. Đây, mình mua một mớ tôm càng. Tôm càng xanh nước ngọt nha cả nhà nha. Còn một mớ rau răm nữa này. Đó. Thì ở đây thì Nguyên nhà Vương. Đây là chuyện cái trường Nguyễn Tất Thành này. Đó, thì sẽ đi thẳng vô nhà Vương luôn cả nhà. Thì bây giờ Vương sẽ về nhà và làm một cái bất ngờ cho ba mẹ mình như thế nào luôn nha cả nhà nha. Ở đây là rất là đẹp luôn ở cả nhà. Ồ. Thôi. Cả nhà hãy đi theo Vương về với gia đình Vương làm cái bất ngờ cho mẹ Vương nha. Và hãy để lại cho Vương một cái đăng ký và một cái chia sẻ nha. Vương rất cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hãy đi theo Vương. Đây, cả nhà mình đã về tới nhà luôn rồi này cả nhà. Ba mình đang xem TV và vợ mình đang ngồi đây nha. Bây giờ mình đang giơ khẩu trang ra để đố thử ba mình biết còn gì không nha cả nhà. Đây, giờ mình cầm này vô coi thử ba mình biết cái con này là con gì không nha. Vại mình này. Nói chung là vại mình nè. Vại biết cái con này con gì không vại? Con gì đâu, đây. Ừ. Lấy một con ra cho vại mình coi nha. Đây con này. Ồ. Này. Vại. Đây ơi. Vại biết con này con gì không? Cầm thử coi. Con virus quá. Đi ra coi con này nè. Con gì? Ghê quá. Tôm cơ. Má. Má biết con này con gì không? Con đây con tôm. Tôm hùm hả? Đây là cháu mình này. Đấy hàng. Ông ba biết con này con gì không? Ra đây ba. Ba biết con này con gì không? Tôm này tôm gì? Không phải đâu. Không phải tôm hùm. À, tôm xanh, tôm càng. Tôm xanh. Tôm càng xanh. À. Ừ. Thì hôm nay con lãnh lương YouTube của Huỳnh Kha Vlog á. Thì hôm nay con mua mớ tôm càng này về đãi ba má ăn bữa. Ra đây ba. Coi không phải tôm càng xanh hôm nay. Ra coi. Đã ghê ta. Tôm càng xanh. Phải không? Phải không? Sò tem bóc lên coi. Đúng rồi. Bóc lên coi. Hôm đó giờ ba ăn này chưa ba? Ăn rồi. Ăn rồi không? Mẹ ăn chưa? Ăn rồi. Mẹ ăn rồi không? Ừ. Wow. Wow. Luộc đi. Bà ngoại học đó giờ ngoại ăn tôm càng này chưa ngoại? Bà ngoại chắc ngoại chị đó ngoại cũng ăn đâu. À ngoại cũng ăn, ai mua cho má ăn? Chị Năm lại chị Hương. À chị vậy không? Là hồi bữa chị Hai về Sài Gòn không? Sao con không thấy ta? Chị đó con làm ở trên đó đó. À không cho con ăn. À con làm ở Phú Quý. Hu hu buồn quá mọi người ơi. Bây giờ thì cái món này mẹ nghĩ làm cái món ẩm thực này làm gì nó ngon mẹ? Cái này happy. Happy nó không phải mùi bi đâu, nó chỉ là nó thơm thơm thôi á mẹ. Happy nó hay hơn. Con tính là hấp nước dừa mà con mua dừa mà hết. Đó, bây giờ mình happy nha. Dạ. Người ta máu bắt lên luôn á, người ta máu bắt lên là con mua luôn á.
Thôi giờ giờ mình sẽ đi vô làm cái món này cho ba má mình với lại ngoại mình ăn một bữa nha, và sẽ rủ gia đình anh Cường qua tham gia cuộc vui của gia đình, và cả nhà hãy đón xem video của Vương nha. Rồi đi thôi. Wow, đây cả nhà, bây giờ mình bắt đầu mới vừa về xong mà trời đang đổ mưa luôn rồi cả nhà. Đó, giờ mình bắt đầu mình sẽ rửa một mớ tôm này nha cả nhà nha. Giờ mình bắt đầu mình rửa cái này. Thì hôm nay á thì mình làm cái kỹ thuật này lâu quá rồi thì cũng không có ra video cho cả nhà xem. Vương cũng rất là buồn, tại do có một cái lý do là mấy bữa giờ Vương đi với lại Huỳnh Kha Vlog á, thì mình làm cameraman bên đó, thì mình mấy bữa giờ mình rất là bận, tại vì mình không có ra video thường xuyên cho cả nhà đều xem. Cả nhà cũng thông cảm cho Vương nha. Hôm nay thì Vương sẽ làm cái ẩm thực này cho gia đình Vương và cả nhà đều chiêm ngưỡng. Cái này mình lên mình rửa, mình cho một tí nước muối vô luôn nha cả nhà nha. Đó, tí muối vô gọi là mình khử trùng vi khuẩn rồi á, cho gọi là sát khuẩn á cả nhà. Mình sát khuẩn cho nó bảo đảm, tại vì mình ở mua ở ngoài đường thì cũng không có, nói chung là mình không phải là nói là không sạch, nhưng mà mình kỹ để cho sạch sẽ này kia nọ. Hôm nay mình mua được mấy con thì là bộ luôn. Rồi ok cả nhà, bây giờ thì Vương sẽ chia sẻ một cái bí quyết là Vương làm một cái món tôm càng happy nha cả nhà nha. Thì hồi đó thì Vương cũng làm trong một cái, nói chung là Vương không phải là đầu bếp, Vương chỉ là gọi là phụ bếp và tìm hiểu và làm thêm một cái những cái món ăn đặc sắc và ok hơn nữa. Thì bây giờ thì happy thì bây giờ mình trước khi á là mình kiếm một cái nồi đó, thì một cái nồi và một cái dĩa mình bỏ lọt vô trong này nha cả nhà nha. Thì bây giờ là mình chuẩn bị một chai bia, đây là chai bia miền Trung. Miền Trung là quê hương của Vương, cũng là một cái sự là ở quê hương là bia miền Trung. Thì Vương cũng nói trước, tại vì Vương cũng không biết nhậu đâu, Vương chỉ nhậu ví dụ là một chai, đến cái chai thứ hai là Vương ngã ra cái rọt là Vương xỉn quắc toàn cầu luôn á cả nhà. Thì á thì Vương cũng không có biết nhậu ra nha cả nhà nha, thì cũng đừng có nói Vương tạo Vương đó. Bây giờ thì Vương khui cái chai bia này ra và bật cái lửa lên nha. Thì bây giờ Vương sẽ đổ bia lên
đổ bi vô. À, nói chung là mình hấp trên không, hấp trên không, mình không có gọi là mình không có hấp đổ bi trực tiếp nha cả nhà nha, mình mở lửa nhỏ thôi. Và bỏ một cái dĩa này vô nha. À, mình sẽ bỏ cái dĩa đó vô và mình sẽ chắc tôm xung quanh trong cái dĩa. Thì Quân cứ sắc lên xung quanh cái dĩa này là mình sẽ để nắp lại, sẽ chín nắp. Mùi bi của nó rất là thơm luôn á cả nhà. Giờ là nó đang nóng á, đang bốc hôi lên á. Cái này tất cả mọi người đều ăn được, đều làm như vậy được nha. À, người lớn, trẻ em và tất cả mọi người đều ăn được hết đó cả nhà. Tại cái này không xay, nó chỉ là mùi vị của nó là gọi là đặc trưng, nó thơm cho cái mùi vị của nó là nó đậm đà, nó giữ nguyên chất được con tôm nha cả nhà nha. Thì tại nhiều khi có mọi người á, có mấy người nói là Quân ăn nhậu ghê lắm, bụng bự. Thì thật sự ra là Quân không nhậu nha cả nhà nha. Quân chỉ ví dụ anh em vui quá thì Quân uống một ly hai ly. Thì Quân cái đo của Quân á, là quất hai chai là Quân xỉn quất con câu luôn rồi cả nhà. À, giờ mình hấp, mình đậy nắp lại nha. Tổng cộng là 11 con. À, giờ mình đã chất vô trong cái nồi xong luôn rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đậy cái nắp kín lại. Rồi mình đậy cái nắp này xong rồi nha, mình tăng cái lửa lên. Đó, thì trong vòng thì khoảng cỡ chờ tí xíu nữa là nó sẽ chín. Đó, nó đang sôi cả nhà, bay mùi mùi này rất là thơm. Đó, cái thời gian mà mình chờ tôm nó chín đó cả nhà. À, thì bây giờ mình sẽ làm cái nước chấm nha. Cái nước chấm á, thì cái đúng cái sở trường á, là thì cái muối tiêu chanh là ok, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm hai món muối tiêu chanh và muối ớt chanh. Ờ, mình hai món thì sẽ ví dụ là ba mẹ mình chấm cái nào thì cứ chấm. Đó, thì ví dụ là ăn cay thì chấm muối ớt, còn mà ăn không cay thì chấm muối tiêu. Đó, tại vì Quân thấy chấm muối ớt thì Quân sẵn làm luôn cái muối ớt. Và cái công nghệ của muối ớt đó nha, muối ớt chanh thì Quân có một cái đặc sắc làm cái muối ớt cực kỳ ngon, nó ăn mặn mặn, chua chua và cay cay, ăn cực kỳ nó đã luôn cả nhà. Cả nhà hãy đi theo Quân sẽ chia sẻ cái bí quyết muối ớt chanh. Đó, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình hái một mớ ớt nha cả nhà nha. Hey, đây là cái cây ớt ngoài nhà Vương nha. Đây vì Vương sẽ hái một mớ ớt đem vô làm muối ớt nha cả nhà nha. Nói chung là người ta gọi là cây nhà lá vườn á, mình cứ hái đem vô thôi. Đây, và trời hiện tại giờ đang mưa á cả nhà. Nói chung mưa cũng bay cũng mùa dịch bây giờ thì cũng hơi căng, và mưa cũng nói chung là mấy bữa giờ cũng mưa hồi trời mù đen hết luôn này cả nhà. Ồ, hơn là bữa đây là mình với lại Hình Kha đi quay về sớm, Vương mới làm cái ẩm thực ở nhà. Đó, thì mấy bữa giờ thì công việc lô bô quá. Mưa rồi thì Vương sẽ đi vô cũng hái được một mớ ớt thì làm cái muối ớt siêu cay nha cả nhà nha. Đây giờ Quân sẽ làm cái muối ớt siêu cay. Thì bây giờ mình làm một cái ớt
và mình sẽ bỏ muối vô nha cả nhà nha. Thì cái này là cái bí quyết thì mình hay làm á. Nói chung là ăn cái cảm nghĩ của Quân á, cái muối ớt này nó rất là ngon. Nhưng mà cái bí quyết này hồi đó mình cũng học bên từ là cái ẩm thực của ông Kha, mình thấy rất là ngon. Bây giờ mình làm thử cho gia đình mình thưởng thức thử cái muối ớt chanh này, siêu cay này, thử gia đình mình dùng thử. Này là mình bỏ ớt, bỏ muối vô luôn nha, mình đâm nhuyễn nha cả nhà nha. Mình đâm nhuyễn vô. Thấy ớt không mà không thấy muối không? Mình cho tí xíu muối nữa. Bỏ ớt nhiều quá. Thì cái này mình bỏ muối vô. Muối, ớt. Và cái bí quyết cuối cùng á là mình sẽ bỏ đường. Cái vị đường này á là nó sẽ làm ngọt. Mình ăn vô nó ngọt ngọt, nó rất là đã. Đó, mình bỏ thêm một miếng đường nữa nè. Là nó sẽ dìu cái muối. Còn mà cái muối mà mình không bỏ đường á thì nó sẽ mặn. Cái mặn của đường á là ở lộn mặn của muối á gọi là mặn sẵn. Nó ăn nó mình chấm ít mà nó cũng rất là mặn. Nhưng mà mình bỏ đường này vô thì nó sẽ dịu đi và có vị chanh nữa. Nó có vị chanh nữa là nó sẽ chua chua, mặn mặn, cay cay và ngọt ngọt nha cả nhà nha. Cái này ví dụ là mình làm cái muối ớt này nè, mình ăn gà cũng rất là ngon luôn á cả nhà. Ví dụ là cả nhà mà ai mà ăn cay á thì mình bỏ ớt cay, còn mà ai mà không ăn cay á thì mình bỏ ớt ít thôi. Rồi tiếp tục là cái vị chanh nha cả nhà nha. Đây, trái chanh bự siêu to khổng lồ luôn. Đây, vị chanh. Giờ mình nặng vô nè. Wow. Mình lấy cái chén nữa. Thì mình làm nặng chanh vô như vậy này đó, nó sẽ cực kỳ ngon luôn nha cả nhà nha. Là đỡ nữa lên sẽ cho ba mẹ mình thưởng thức cái nước chanh như thế nào, là cả nhà sẽ đều biết cái nước chanh của Quân làm như thế nào, ngon như thế nào nha cả nhà nha. Rồi bây giờ sẽ múc ra nha. Ơi, đây là một cái nước chấm đặc sắc và rất là bình thường, nhưng mà không ai suy nghĩ ra được cái điều này đâu. Mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt và cay cay, cực kỳ đã luôn đó. Đây là nước chấm muối ớt chanh của Vương nha cả nhà nha. Thông cảm tại vì nhà Vương á xài máy tôn á, trời đang mưa hơi ồn tí xíu nha cả nhà nha. Và hãy thông cảm cho Vương. Và đây chắc là đang chín rồi cả nhà. Wow nóng. Chín rồi này cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tắt lửa nha cả nhà nha. Rồi tắt lửa, mình sẽ đem lên mời ba mẹ mình ăn. Nó vàng vàng như gì là chín này cả nhà. Nó chín hết rồi cả nhà. Này là
happy. Đó, ví dụ ai mà cả nhà mà yêu thích Vuông và hãy làm theo cái món ăn này, nó rất là ngon luôn á cả nhà. Rồi bây giờ Vuông sẽ đem lên nha. Wow, đây cả nhà. Thì hôm nay thì Vuông đãi cho ba mẹ và chị, và có anh Cường nữa, nhưng mà anh Cường ông ngủ luôn rồi. Ông anh và ngoại kia. Thì hôm nay thì bây giờ nói chung là gọi là kính lão đắc thọ để cho ngoại hai con ha. Để ngoại hai con với anh Cường con ơi. Ông tẻ là ông ăn ít ít thôi. Ba con mẹ. Đây bây giờ bóc ra. Bóc ra ba con đi. Rồi. Đó là cho anh Cường con nữa à. Rồi ba con. Rồi ông ba thử miếng em ba thay mặt gia đình ban khu phố tổ trưởng. Đây là cái muối đây là cái muối ớt chanh này ba. Còn này là muối tiêu chanh. Còn này kia là muối muối chanh không ba. Đó ba chấm thử cái miếng nào ba chấm. Rồi coi coi. Cái đó là cái con làm á, chế biến á, siêu cay luôn không? Cái mùi từng bắp với con. Rồi thử miếng này đó. Tại vì ngoại mình nó là không tự ăn được á cả nhà. Tí xíu nữa là mẹ mình đút cho ngoại mình ăn nha cả nhà nha. Ngoại mới vừa ăn cơm xong luôn á cả nhà. Tí xíu nữa mẹ mình đút sau. Wow. Tùng ăn, Ngọc ăn đi, Lộc ăn đi. Ừ, ngon ghê ạ. Mẹ ăn thử cái miếng muối ớt chanh của con thử ơi. Phỏng vấn thử miếng mẹ. Sao? Cái mùi vị nó sao mẹ? Chua ngọt ngọt. Mặn nó cay. Cay hả? Con làm siêu cay mà. Giao cho bà hả? Rồi ông ba thử miếng coi. Rồi ngon. Con cầm mấy con vào cả nhà. Quá ngon. Ngon không? Quá ngon. Bé sao mờ cả nhà ai bé? Rồi đây để Vuông thử một miếng nha cả nhà nha. Đâu thì Vuông coi thử cái món của Vuông để Vuông review cho cả nhà đều xem cái tôm happy như thế nào nha cả nhà nha. Đây chị lấy một con nè. Hôm nay thì Vuông có rau đâm nữa nha. Wow, cái gì chấm gì ăn đâu? Ăn cái gì đó? Chấm cái gì? Ai Vuông sẽ review cái muối ớt chanh này nha. Đây. Wow, rất là đã luôn. Vuông xin mời cả nhà hãy cùng với gia đình Vuông ăn một miếng nha. Đúng là cực kỳ ngon luôn cả nhà. Cái tôm này nè mình hấp à, cái mùi vị nó rất là ngọt, nó ngọt thịt, nó ngọt mà giống như là nguyên chất luôn cả nhà. Thứ nhất, thứ hai mình dùng với cái nước chấm muối ớt chanh siêu cay này, nó cực kỳ đã luôn, nó cực kỳ đã luôn, nó chua chua cay cay và ngọt ngọt và dai của tôm nữa, nó cực kỳ đã luôn cả nhà. Vuông mời cả nhà thử miếng nữa nha. Đây. Quá ngon. Bây giờ tới thằng cháu mình review nha cả nhà nha. Đâu còn ăn nước chấm gì con? Chấm. À cái đó là muối tiêu chanh. À con ăn thử coi. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon không?
Wow, quá hấp dẫn luôn. Thôi Vương xin mời cả nhà nha, hãy dùng với Vương. Vương sẽ ăn, và còn cái kia là để cho ngoại mình, tại đã nó mẹ mình đút á, góp vui trong video. Wow, thì nói chung là một ngày rất là tuyệt vời. Hôm nay thì mình mua gia đình mình ăn, nhưng mà hôm nay mình sẽ phỏng vấn bà ngoại mình như thế này nghe. Phải thấy ngày hôm nay ngoại ăn tôm thấy ngon không? Ngon không? Ngoại ăn ngon không? Ngoại ăn nữa không? Hả? Ngoại ăn nữa không? Ăn nữa không? Vài bữa nữa con làm kiếm tiền nhiều á, con sẽ mua về cho ngoại ăn nữa. Hả? Sao? Mới ăn mệt đó. Mới mệt thì con làm, con kiếm tiền nhiều thiệt nhiều vô con mua tôm này về. Ngoại thích ăn tôm này không? Giờ ngoại may vài bữa nữa con làm nhiều tiền, con kiếm nhiều tiền nữa con mua cho ngoại ăn nữa nha. Ngoại ăn không? Ăn. Ăn không? Ngoại ngoại thích ăn, ngoại thích ăn cái con đó không? Con nãy con tôm nãy con bà mẹ đút cho ngoại ăn á. Ngoại thích ăn đó không? Nghe không? Sợ không? Sợ con đó không? Sao tại sao ngoại sợ? Hả? Tại sao ngoại sợ con đó? Sợ nó cắn không? Sợ nó cắn. Bây giờ thì Vương xin tạm dừng video nha cả nhà nha. Thì ví dụ mà ai mà thích làm cái món ẩm thực đó, ai thích làm cái món happy, nói chung là cực kỳ đã luôn, cực kỳ là hấp dẫn luôn, và nó nguyên chất luôn, nó rất là ngọt thịt luôn á cả nhà. Đó thì bây giờ Vương cũng xin tạm dừng video và bye bye. Hãy để cho Vương một cái like và một cái đăng ký và thêm một cái chia sẻ nữa nha. Và bye bye cả nhà. Bye bye ngoại. Bye bye cả. Nói chung là ngoại mình không biết gì hết cả nhà. Ngoại mình chỉ biết cười là nữa. Thôi xin bye bye.